ăn kiêng 5 bữa một ngày, giảm 7kg sau một tuần, về dáng siêu nhanh. Hãy bắt đầu chế độ ăn kiêng siêu thần thánh chỉ trong một tuần để có vóc dáng thon gọn như mơ. Chế độ ăn này chủ yếu sử dụng dưa chuột, một trong những loại rau củ quả tốt nhất để giảm cân. 1. Bữa sáng, 2 quả trứng luộc, 1 đĩa xà lách dưa chuột. 2. Thức ăn để nhấm nháp giữa các bữa ăn. Bạn có thể ăn 5 quả mận hay 1 quả táo lớn hoặc 1 quả đào dưới 200g. 3. Bữa trưa, 1 lát bánh mì nướng nguyên cám và 1 đĩa xà lách dưa chuột. Công thức làm xà lách dưa chuột như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 400g dưa chuột, 200ml sữa chua, 1 nhúm muối, hành tây tươi thái lát. Cách thực hiện: đầu tiên bạn hãy gọt vỏ dưa chuột và sắt lát, sau đó hãy cho thêm muối và trộn đều cho đến khi muối hòa tan hoàn toàn. Thêm sữa chua rồi đảo đều, rắc ít hành tây là bạn đã có món ăn ngon miệng rồi. 4. Bữa nhẹ, sinh tố dưa chuột. Công thức sinh tố dưa chuột như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả dưa chuột, 1 quả táo, 1 lát gừng và 1 ít rau chân vịt đã rửa sạch. Cách thực hiện: bạn chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay cho đến khi thành hỗn hợp đặc mịn rồi đổ ra ly. Tốt nhất bạn nên uống ngay lập tức để nhận đủ dinh dưỡng có trong ly nước thơm ngon này. 5. Ăn tối, 300g trái cây bất kỳ. Kiên trì thực hiện thực đơn ăn kiêng này, bạn có thể đánh bay 7kg mỡ thừa chỉ trong một tuần đấy. Chúc các bạn thành công! Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV.